Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Vừa rồi thì mình nhận được một cái bình luận là bạn này hỏi là làm sao tìm được đường đi trên ứng dụng Family Locato. Qua video này, mình cũng chia sẻ cho bạn đó cái cách tìm được cái đường đi. Sẵn đây chia sẻ cho tất cả các bạn, những bạn nào chưa biết luôn ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nghe các bạn. Rồi, như các bạn đang thấy, hiện tại thì hai cái điện thoại này được liên kết bởi ứng dụng Family Locato. Điện thoại phía bên tay trái là điện thoại của mình, điện thoại phía bên tay phải là điện thoại của bà xã mình. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi nghe các bạn. Các bạn ấn vào cái ô tròn tím có cái hình giống chữ S đây, các bạn ấn nhẹ vào. Rồi các bạn đợi tí xíu để cho hết quảng cáo này ha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào chữ X nè. Rồi bây giờ nó đã xuất hiện vị trí nha các bạn. Vị trí là 43VG cộng 3H phải Tân Long Hội, Mang Thích, Vĩnh Long, Việt Nam. Rồi để tìm được đường đi, các bạn sẽ ấn vào đây. Đây, cái ô tròn xanh. Đây, nó sẽ xuất hiện như các bạn đang thấy ha. Rồi ứng dụng này nó yêu cầu phiên bản chuyên nghiệp thì nó mới chia sẻ được cái đường đi nha các bạn. Nói chung là mình muốn có được cái đường đi thì các bạn phải mua phiên bản chuyên nghiệp. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là cách miễn phí nha các bạn. Các bạn nhớ được cái vị trí này ha, nhớ rõ vị trí này luôn nha. Rồi các bạn thoát ra nè. Rồi các bạn truy cập vào Google Maps ha. Google Maps này thường thì điện thoại nào nó cũng có hết. Rồi ở cái phần nhập cái tìm kiếm này nè, các bạn nhập y chang cái địa chỉ trên cái ứng dụng Family Locato luôn ha. Rồi các bạn tìm kiếm nó. Rồi ở đây nè, các bạn nhìn cái vị trí nè, vị trí ở đây và vị trí trên Family Locato. Rồi các bạn tìm cái đường đi từ chỗ bạn đến cái vị trí đó là được hết các bạn. Rồi nếu các bạn muốn nhanh gọn lẹ thì các bạn mua phiên bản chuyên nghiệp là trực tiếp trên cái ứng dụng Family Locato, là nó sẽ hướng dẫn bạn từ cái đường đi, từ địa điểm của bạn đến cái địa điểm của bà xã bạn hoặc là người yêu bạn. Rồi ha, mình xin tạm dừng video đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.